ca khúc mà tôi không muốn nghe một tí nào cả. Nhưng mà xin gửi lời cảm ơn đến các bạn rất là nhiều vì một buổi tối rất là đáng nhớ. Đến thời điểm bây giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm là tôi đã làm được rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau. Bây giờ anh em mình sẽ cùng nhau quay lại chụp một bức ảnh kỷ niệm các bạn nhá. Các bạn ngồi yên nhá. Ngồi một chỗ thầm nghĩ bao lâu. Quay về đây. Các bạn ngồi yên và giơ vòng tay của mình lên nhá. Bao nhiêu năm từng trải qua đều đã có yêu được mình. Vẫn giờ mai chọn niềm vui cùng thế giới view ở dạo chơi. Dù có thế nào vẫn cứ đam mê say sưa với nghề vậy thôi. Bởi vì mình